Xin chào tất cả mọi người, hiện tại mình đang ở cảng cá Phan Thiết. Hiện tại là khoảng là 5:38, mặt trời đã mọc và bừng sáng. Bây giờ mọi người hãy coi với mình là như thế này nha. Rất là đẹp, nó rất là nhiều lá cờ, mình rất thích nhiều lá cờ tổ quốc của Việt Nam mình. Và đây là những sinh hoạt của mọi người bán cá đây. Rất là đẹp. Giờ để mình đi coi coi có đi chợ được hay không nha. Wow, các bạn thấy không? Tôm quá lớn luôn. Oh shit. Ủa? Cái này là bán sao vậy anh? À, 1 kg bao nhiêu à? Hả? 200.000. Ok. Wow, tôm quá bự luôn. 1 kg này 200.000 mọi người. Giờ mình bắt đầu mình tiếp tục đi coi thêm. Chu cha ơi. Wow. Cá này quá to luôn. Trời ơi, nó bằng gần cái chân mình luôn. Quá bự. Rồi cá chim nữa kìa. Trời ơi. Chú cha ơi, đây là cái món mình thích nè, quá trời mực luôn. Quá ngon, quá ngon. Và đây là đủ loại cá luôn mọi người. Nhìn thấy mà mê. Đây là cái tàu nhìn rất là đẹp. Màu đỏ. Màu đỏ và vàng, quốc cờ của Việt Nam nha mọi người. Bất khuất đẹp lắm. Wow, còn đây là tôm, cá. Họ đang cân nè. Còn đây là anh bán cá trên xe. Wow, wow, wow. Còn đây là mình. Mình thích nhất là mấy cái cảnh mà mấy cô, mấy anh nó kéo cái cá đi bán như vậy nè mọi người. Rất là đẹp luôn. Đó, có mấy cô bán chôm chôm nữa. Chú cha ơi cá. Ủa cô, cá này là cá gì vậy sao bự? Wow. Người ơi, lần đầu tiên mình thấy cá thu trong đời mà nó bự đổ vốn như vậy luôn, quá bự. Ủa người ta thường là mua cái này ra về người ta để dành hay là người ta ăn liền hết một con luôn? Ta để dành. Ờ. À. Ủa? Con có được hỏi giá không hay là? Hả? Giờ giá 170 con. 170 một con. 170 một ký. À, 1 ký. Con không biết. Dạ. Dạ, cảm ơn bà. Đây là 170 một ký. Một con chắc khoảng 10 ký hả? Là 1 triệu mấy, 1 triệu 7. Dạ. Cảm ơn bà. Đây là những chị bán cá đang chị này đang lóc cá đó mọi người. Trời ơi con này quá bự luôn. Ủa này đâu phải cá lóc đấy mày. Cá thu hả? Bóp. Wow. Thôi nhìn thấy nó cứng quá luôn. Nó tự nhiên cứng. Ủa cái này là nhiêu con vậy chị? Mấy ngàn ký. Wow. Con nó bằng chị mấy. Cái này là chị mua về chị ăn hay là chị ăn? Ở dưới đây là mình mua sỉ dầu. Chợ lại nó bán 300-200 ngàn ký. À thôi. Ủa vậy Phan Thiết rồi là cá nào gọi là ngon nhất chị? Cá bó hả? Là người Phan Thiết thích ăn cá bóp. Nói chung là thích ăn cá biển hơn là cá bóp vui. Dạ. Ôi nhìn thấy đã. Cảm ơn chị. Là chợ Cồng Cá. Ăn mập bây giờ sẽ ra chợ giúp đây. Ủa chị. Lấy một ký cái này. Đi nào.